dài gặp anh về trái nơi chiến tuyến súng trên vai bước đều qua hè phố. Tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ tuổi 30 mang ngỡ như trẻ thơ. Nhớ gì từ ngày anh xa mái trường, nhớ gì từ ngày anh vui lên đường. Lối gầy về nhà anh hoa phượng thắm, màu xanh áo người thương, nắng chiều đẹp quê hương hay nhạc buồn đêm xưa. Tôi lại gặp anh trời đêm nay sáng qua, ánh trăng nhìn hé cười sau màn đá. Tôi lại gặp anh đường khuya vui bước nhỏ, kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua. Lối gầy về nhà anh hoa vẫn nở, kỷ niệm từ ngày xưa chưa qua mờ. Ánh đèn vàng ngoài ô vẫn còn đó, bạn anh vẫn còn đây. Sống cuộc đời hôm nay với bọn mình đêm nay. Anh sống đời trai giữa núi đồi, tôi viết bài ca xây đời mới. Bờ tre quê hương tay súng anh dinh dự, tôi hát vang giữa đời để người vui. Thôi mình chia tay cầu mong anh chiến thắng, ánh trăng khuya sắp tan trên hè phố. Thôi mình chia tay rồi mai đây có về, quà cho tôi anh nhớ chép bài thơ. Nắng đẹp của bình minh đang hé chờ, nỗi buồn vui biết lý sẽ xóa mờ. Súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó, đừng lưu luyến gì đây. Thôi bọn mình chia tay, thôi bọn mình chia tay. Vừa rồi thì các bác được thưởng thức qua một đoạn chất âm đến từ cái bộ V7 của Ankyo. Đấy, thì hôm nay em lên cho các bác là một bộ V7 dàn đồng bộ nhá. Để về các bác kết nối với Smart TV hay là kết nối với smartphone hay là cắm máy tính. Đấy, ngoài ra thì con này cũng có thể bắt được cả đài FM 108 các bác nhá. Bắt được FM 108 và dò trực tiếp trên máy luôn. Đấy, rất là tiện. Về hình thức thì đây các bác nhìn qua này, hàng bãi nhưng mà em thấy là về tình trạng còn rất là tuyệt vời. Công suất loa là 70, trở kháng là 6, 70 là một loa các bác nhé. AV con này được trang bị là 2, 4, 5 cổng, trong nó thì có 2 cổng ra và 3 cổng vào. Quang thì có 2 cổng, 1 cổng ra và 1 cổng vào. Su có 1 cổng, FM thì cắm vào đây cho em, cầu loa thì cắm vào đây, rất dễ. Nói chung để mà ghép được bộ dàn mini như này thì em nghĩ là không có gì là khó cả. Mình nhìn sơ qua là mình cũng có thể ghép được. Quan trọng nhất là lúc mình cắm mình phải nhớ cái tên của nó đây. Nói ví dụ cắm cổng line thì quay trở lại phía trước thì mình chuyển về cái cổng line của nó. Nghe được, hay là cắm đường quang chuyển về cổng quang. Thế thôi, rất đơn giản. Như các bạn đã biết thì V7 này thì được trang bị cả phân tần trong loa các bạn nhé. Tức là loa bên trong này có cả phân tần. Đấy. Bát này rất là khỏe luôn. Bát con này nó là bát 13, bằng giấy, gân cao su, mặt tép và nó là dòng chép đo, món lụa rất là mềm.
Về kích thước vỏ thì là loa có vỏ là rộng 15.5, sâu là 23.5 và cao nó đạt tới là 27. Về thức thì các bác nhìn qua rồi, hàng đẹp tuyệt vời. Còn nói chung thì hàng bãi này, em nghĩ là bác khách hàng là mua hàng bãi thì cũng đều xác định tư tưởng đó là hàng bãi thì kiểu gì nó có chút là chút nọ đúng không ạ. Tuy nhiên mà để mà đánh giá chung thì em thấy đây là một sản phẩm mà đáng để có cân nhắc, rất là hay. Vâng, nó hay từ cái chất âm cho tới hay các cái chế độ điều chỉnh đấy, rồi đa chức năng kết nối với máy tính điện thoại hay là tivi, bắt được cả FM98. Hiện tại thì đây đang nghe đường quang các bác nhá. Đấy, còn các bác mà thích nghe điện thoại thì chuyển về này. Ở đây nó có một input là mình sẽ chuyển về này. Đấy. Nó rất là tiện các bác. Đây là đang nghe nhạc trên điện thoại các bác nhá. Nghe nhạc trên điện thoại. Vì về các bác nhiều khi là cứ dùng cái cũ để mốc test nó lúc bảo em này không được, là nhiều khi nó khó lắm. Còn ở đây thì nhà em test thì có yên tâm, test thì nó mà chạy thì em bảo chạy, mà không chạy thì bảo không chạy luôn. Đấy. Còn về các bác nếu mà chạy thì dùng đứt ship cho em nhé. Đấy, con này thì CD vẫn đọc các bạn, CD vẫn đọc nhưng mà các bác nhớ là phải về dùng đứt ship nhá. Còn test thì em vẫn test thêm cho nó vui. Đấy thì giá của bộ V7 này nhá. Vâng. Giá của nó là 2.090.000. Vâng. 2.090.000 một bộ duy nhất nhá. Đấy, em xả một bộ cho nó vui vui và làm mở hàng buổi sáng cho các bác cảm thấy nó suôn sẻ vui vẻ nhá. Đấy. 2.090.000. Đấy thì bác nào mà chốt thì alo ngay cho em. Qua cái số là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhá. Còn bình thường mua này của nó sẽ là 2.400.000 đấy. 2.4 triệu. Tuy nhiên thì mà là mở hàng buổi sáng cho nó lộc lá may mắn các bạn. Vâng. 2.090.000. Thì bác nào chốt thì nhanh tay alo ngay cho em qua cái số là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhá. Còn riêng cái chuyện mua hàng online nha em, các bác yên tâm không phải nghĩ, vì nha em là có cửa hàng cụ thể rõ ràng, nếu mà bán vớ vẩn thì các bác đến ngay cửa hàng được mặt trò đúng không, nên là các bác yên tâm. Vâng, xin chào các bác.